Xa nhau, xa cách nhau rồi, nay đã xa cách nhau rồi. Alo quý vị và các bạn thân mến, thì hiện tại bây giờ là buổi chiều ngày thứ năm. Buổi chiều ngày thứ năm, quý vị thấy không? 6 giờ rưỡi chiều, thành phố Houston, tiểu bang Texas. Nắng ấm chan hòa, thời tiết rất là đẹp quý vị. Mát mẻ, vui tươi, yêu đời. Và đó không phải là cái chủ đề mà Tony Lê chia sẻ với quý vị ngày hôm nay đâu. Thì trong cái video này Tony Lê sẽ chia sẻ hai cái chủ đề. Chủ đề thứ nhất là những hình ảnh mà một cái tiệm nail của người Việt Nam trên cái đất nước Mỹ này quánh lộn giống như một cái chợ cá. Quý vị nhớ đón xem nha. Chút xíu nữa Tony Lê, quý vị ráng xem đến cuối video, quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh thợ nail và khách hàng chữa lộn quánh lộn y hệt như một cái chợ cá rồi. Nhưng mà trước khi quý vị xem những cái hình ảnh đó thì Tony Lê sẽ cho quý vị xem những cái hình ảnh Tổng thống Trump của chúng ta đi vận động tranh cử, đi đến đâu người đông như một cái gì ha. Nói hôm nay trời ơi, Tổng thống Trump đi đến đâu á là đông nghẹt người đến đó. Quý vị sẽ thấy những cái hình ảnh mà hàng ngàn, hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn người dân Mỹ ủng hộ Tổng thống Trump trong những buổi vận động tranh cử quý vị ơi. Sau khi mà cái buổi tranh luận giữa Tổng thống Trump và bà Harris á xảy ra đó, thì bây giờ cái tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump càng ngày càng lên cao. Và cộng với cái buổi tranh luận của Phó Tổng thống á, bữa hôm mới vừa xảy ra đó, cái ứng cử viên Phó Tổng thống bên phía đảng Cộng hòa đã làm rất là tốt. Và bây giờ thì sao? Hầu như người dân Mỹ, 10 người là 9 người đã quay xe lại với đảng Dân Chủ và bỏ phiếu cho Tổng thống Trump. Ok, chưa hết đâu quý vị. Đây, cái này mới là cái quan trọng nè. Đó là, ok, sau khi cái bão Helen nó quánh vào đất nước Mỹ, nó làm cho 6 tiểu bang bị vùi dập, ok, hàng trăm người chết, thiệt hại nặng nề, Tổng thống mất tiêu, Phó Tổng thống mất tiêu. Chỉ có Tổng thống Trump của chúng ta đã bỏ ra hàng chục triệu và kêu gọi các đồng minh chiến hữu, kêu gọi cả luôn ông Elon Musk để đem những cái hệ thống ở trên trời đó quý vị, nó gọi là Internet á, vào những cái tiểu bang đó để cho người dân có thể liên lạc được với bên ngoài đó quý vị. Trời ơi, sau khi mà những cái hình ảnh của Tổng thống Trump đã làm như vậy, bây giờ thì ông Bảy và bà Harris đã bị quê quá trời với hàng trăm triệu người dân Mỹ. Và cuối cùng thì hồi sáng nay bà Harris bà nói với người dân Mỹ như thế này. Ok, quý vị nghe kỹ nha, cái khúc này mới là khúc quan trọng nè. Sau khi mà chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden mới vừa tuyên bố 8 tỷ đô la cho Ukraine, ok, quay lưng lại nói với người dân Mỹ trong những cái vùng bão lụt đó là chỉ có 750 đô la mỗi người. Trời ơi, hàng triệu triệu người dân Mỹ người ta chửi từ hồi sáng tới bây giờ, người ta nói đem hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ đi ra bên ngoài nước Mỹ để hỗ trợ cho những nước ngoài. Còn người dân Mỹ, công dân Mỹ đi làm đóng thế á, thì bị bão lụt, bị mất sạch sẽ, chỉ có được 750 đô la. Đó, quý vị thấy rõ ràng chưa? Vậy thì hàng trăm triệu người dân Mỹ người ta đang đặt cái dấu chấm hỏi trên cộng đồng mạng là vậy thì chính quyền của chú Bảy đang làm việc cho nước ngoài hay là làm việc cho nước Mỹ, người dân Mỹ? Quý vị nhớ bình luận bên dưới nha, để chúng ta cùng nhau tham khảo. Rồi bây giờ thì Tony Lê sẽ bỏ những cái hình ảnh là Tổng thống Trump đi vận động tranh cử và hình ảnh tiệm nail của người Việt Nam quánh lộn, chữa lộn với khách hàng giống như một cái chợ cá nha quý vị. Xem nhớ bấm like, chia sẻ và nhớ bình luận nha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ những cái hình ảnh đó lên đây. We'll be right back.
I just wanted a manicure and a buff. Don't touch me again, you touch me first, okay? I don't touch you.